Trong khuôn khổ chuyến công du thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, đoàn công tác quận Seogwon, thành phố Daejeon, Hàn Quốc đã đến thăm khu di tích đặc biệt địa điểm chiến thắng Sơn Giang. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố tiếp đón đoàn. Tại đây, đoàn đã dâng hương, chiêm bái đền Sơn Giang, nghe hướng dẫn viên giới thiệu về chiến công lừng lẫy của nghĩa quân Nam Sơn, chiến thắng Chi Lăng Sơn Giang, trận quyết chiến chiến lược chấm dứt hơn 20 năm đô hộ của giặc Minh đã trở thành một chiến thắng lịch sử, được ghi bằng chữ vàng chói lọi trong những trang sử chống giặc ngoại xâm bất diệt của dân tộc ta. Tiếp đó, đoàn đã được thưởng thức các làn điệu dân ca cổ đặc sắc của Việt Nam do các nghệ sĩ của nhà hát chèo Bắc Giang biểu diễn. Thăm khu di tích đặc biệt địa điểm chiến thắng Sơn Giang đã khép lại chuyến công du tốt đẹp của đoàn công tác quận Seogwon, thành phố Daejeon, Hàn Quốc. Tại thành phố Bắc Giang, với thỏa thuận hợp tác hữu nghị song phương giữa thành phố Bắc Giang và quận Seogwon được ký kết, chuyến công tác là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.